Cùng mang ánh nắng đến đây nào. Chiếc bánh thơm ngon theo chủ đề mặt trời vàng rực này được phủ một lớp kem bơ và những cánh hoa phông đăng làm bằng tay, chắc chắn sẽ làm cho ngày của bạn bừng sáng. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước làm món bánh theo chủ đề mặt trời này nhé. Bắt đầu nào. Đây là một chiếc bánh tiramisu sô-cô-la dựa trên món tráng miệng cổ điển của Ý, là một món đầy cám dỗ từ sô-cô-la và cà phê. Cùng học đúng cách chế biến một chiếc bánh tiramisu đậm đà, mềm, thật hoàn hảo nha. Món này có thể được làm với một số nguyên liệu đơn giản như trứng, bột bánh, bột cacao, bánh sô-cô-la, cà phê, mousse mascarpone, bánh quy xốp Ladyfinger và sốt phủ sô-cô-la. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để tạo ra chiếc bánh tiramisu sô-cô-la này. Bắt đầu nào! Bánh sô-cô-la tráng gương với thạch dâu tây và mousse sô-cô-la trắng là loại bánh có nhiều lớp khác nhau và là món tráng miệng tinh tế cho những tín đồ yêu thích sô-cô-la. Nhân mousse sô-cô-la trắng, thạch dâu tây và lớp bánh sô-cô-la bên trong, món bánh này phù hợp nhất cho các dịp sinh nhật và các dịp đặc biệt. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước tạo ra món bánh hấp dẫn này. Đầu tiên, chúng ta cho 300g dâu tây, 20g đường, 50ml nước vào chảo và đợi khi nước sủi bong bóng. Bạn có thể sử dụng dâu tây đông lạnh hoặc dâu tây tươi tùy ý thích. Chúng ta sẽ đổ hỗn hợp đó vào một cái tô khi nó đã thật mềm. Chúng ta sẽ trộn chúng với nhau đến khi thật mịn. Sau đó chúng ta có thể thêm gelatin. Cho vào 12g, khuấy đều khi chúng trộn đều với nhau. Sau đó chúng ta đổ hỗn hợp vào hộp đựng và đông lạnh nó trong khoảng 30 phút. Trong lúc này, chúng ta sẽ làm bánh sô-cô-la nhé. Đó là một hỗn hợp gồm 3 quả trứng, dầu ăn, một ít sữa và chúng ta sẽ đánh đều tất cả với nhau. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp bánh làm sẵn ở tiệm hoặc tự làm với một chút bột, baking soda và bột cacao. Bây giờ chúng ta sẽ xịt nhẹ vào hộp đựng bánh của mình với dầu và thêm giấy sáp ở phía dưới để ngăn bánh không bị dính. Sau đó, chúng ta thêm hỗn hợp bánh sô-cô-la của mình vào. Bây giờ ta sẽ nướng cái này trong lò ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 30 phút. Trong khi chờ bánh nướng, chúng ta sẽ làm mousse sô-cô-la trắng nhé. Đây là 4 lòng đỏ trứng và 120g đường. Trộn đều. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một ít bột ngô, nó sẽ giúp làm đặc hỗn hợp này một lát nữa. Sau khi hỗn hợp sôi bong bóng trên bếp, chúng ta có thể thêm 2 thìa cà phê chiết xuất vani để tạo hương vị hấp dẫn. Sau đó chúng ta thêm 500ml sữa vào chảo. Chúng ta đun nóng một chút rồi đổ vào phần còn lại của hỗn hợp. Khi tất cả đã trộn đều với nhau, chúng ta đã đi được 2/3 chặng đường cho phần mousse sô-cô-la trắng. Thật đẹp và mượt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đổ toàn bộ hỗn hợp vào lại nồi nha. Và bây giờ là công đoạn tốn thời gian nè. Chúng ta phải đánh kem một lúc cho đến khi hỗn hợp đặc lại và có kết cấu giống như mousse. Khi đạt độ đặc cần thiết và sệt vừa đẹp, lúc đó chúng ta có thể lấy nó ra khỏi chảo. Chúng ta sẽ thêm 150g sô-cô-la trắng đun chảy. Nếu bạn muốn làm món bánh này trở nên sinh động hơn, bạn thậm chí có thể thêm một số màu thực phẩm. Tại sao không nhỉ? Thêm 12g gelatin vào đó và đánh đều cho đến khi hỗn hợp thật đều và mịn. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm 500ml kem whipping và đánh cho đến khi nó thật đặc và sền sệt. Rồi chúng ta sẽ thêm phần còn lại của hỗn hợp vào kem whipping. Vậy là hỗn hợp đã được khuấy đều. Bạn có thể thấy công đoạn này phải khuấy khá lâu, nhưng hãy xem này, chúng ta có món mousse sô-cô-la trắng ngon cực kỳ luôn. Chúng ta có thể trút nó vào túi thực phẩm hoặc túi bắt kem. Túi đựng thực phẩm chúng ta có thể cắt phần góc đi để tạo thành đầu bắt kem. Bạn có thể bắt nó vào khay nướng bánh để có thể sẵn sàng đặt thạch dâu tây lên trên. Và chúng ta sẽ sử dụng một túi bắt kem để bắt hình xung quanh các cạnh của thạch và trên mặt nữa. Hãy cứ từ từ ở đoạn này và cứ hào phóng dùng mousse sô-cô-la trắng. Chúng ta ai cũng thích một chút mousse sô-cô-la trắng mà. Chúng ta sẽ làm mịn phần phủ bằng phới dệt vì chúng ta sẽ thêm bánh sô-cô-la vào. Chỉ còn vài bước cuối cùng. Và đây rồi, chúng ta sẽ để bánh đông trong 30 phút. Và trong khi đó, chúng ta sẽ làm lớp phủ đường, bột cacao, sữa đặc có đường. Và bây giờ chúng ta thêm 100ml nước vào nồi nấu, rồi khuấy hỗn hợp khi nó đang nóng để chắc chắn thật đều và mượt. Bây giờ chúng ta có thể xót một ít bột sô-cô-la bị vón cục ở dưới đáy. Vì vậy, chúng ta sẽ đổ nó qua một cái rây vào một tô đựng sô-cô-la nút. Chúng ta dùng sô-cô-la đen để tạo cho nó một màu nâu sẫm đáng yêu. Chúng ta sẽ trộn hỗn hợp này cho đến khi nó hoàn toàn mịn mượt. Nhìn hỗn hợp sáng bóng đáng yêu chưa này? Đây là lớp tráng gương sô-cô-la của chúng ta đó. Lớp tráng này sau đó sẽ được đổ lên toàn bộ phần bánh còn lại của chúng ta. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt bánh của mình trên một giá đỡ cao trên khay nướng vì chắc chắn là khi chúng ta đổ lớp tráng sô-cô-la, nó sẽ nhỏ giọt xuống. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ cần vết sạch phần đáy và loại bỏ tất cả những giọt nhỏ đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy sô-cô-la bẻ vụn và gắn thật nhiều vào xung quanh các cạnh chân bánh. Một cách hoàn thiện bánh rất đẹp và tất nhiên nó giấu đi bất kỳ giọt sô-cô-la nào còn sót. Rồi bây giờ chúng ta có thể thêm một chút đặc biệt với vài quả dâu tây còn nguyên lá xanh phía trên cùng. Chúng tôi thích một chút màu xanh đỏ trên chiếc bánh sô-cô-la đen của mình. Thật là ngon! Nhìn kìa, lớp tráng gương sô-cô-la làm cho chiếc bánh này trông thật tuyệt vời đúng không nào? Bạn đã từng nghĩ cầu vồng sẽ trông thế nào khi bày trên bàn chưa? Chắc chắn trông sẽ giống chiếc bánh crepe cầu vồng của chúng tôi vậy. Một chiếc bánh không cần nướng được làm từ những lớp bánh crepe bảy sắc cầu vồng mỏng như giấy. Mỗi lớp bánh crepe được phủ một lớp kem tươi và phủ đầy màu sắc. Chiếc bánh có vẻ ngoài trang nhã này được làm từ trứng, đường, muối, chiết xuất vani, sữa, bột bánh và bơ. Không chỉ là một món chiêu đãi thị giác của bạn mà cả vị giác nữa. Công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để làm món bánh crepe cầu vồng không cần nướng này nha. Không thể lựa chọn chỉ một tình yêu giữa sô-cô-la và vani, vậy hãy nướng một chiếc bánh bàn cờ và bạn có thể cho cả hai hương vị vào một chiếc bánh. Loại bánh này được làm từ các lớp bánh sô-cô-la và bánh vani mềm ẩm, xen kẽ với sốt phủ sô-cô-la. Bánh được bao phủ với kem tươi và sốt sô-cô-la được đổ lên trên để tạo hiệu ứng nhỏ giọt và tô điểm với những chiếc bánh macaron. Tham gia cùng công ty nấu ăn nào, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để tạo ra niềm thích thú khi ăn chiếc bánh bàn cờ nha.